Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Bít. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Hiện tại, dự án từng có biết bao lùm xùm dã man sinh trưởng vẫn đang chấm triệu lệ dĩnh vào vài nữ chính. Còn nam chính thuộc về trang nghèo quốc dân Âu Hầu thay vì Vương Nhất Bác như nhiều tin đồn trước đó. Nhiều nguồn tin hiện tại cho biết, Triệu Lệ Dĩnh đã có những động thái tiếp xúc đầu tiên với đoàn phim, song quá trình dường như có nhiều điểm chưa thỏa đáng. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh được cho là đã đọc qua năm chương đầu của dã man sinh trưởng, phần còn lại được giữ tuyệt mật cho tới khi vào đoàn. Đây vốn dĩ là trao lưu của không ít đoàn phim gần đây, giống như một chiêu thức dùng thử để tránh bị dò dỉ nội dung và kết cục phim. Tuy nhiên, để phòng người cho bản thân, Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định mang theo binh kịch riêng vào đoàn để tránh việc kịch bản bị chỉnh sửa, thêm bất đất diễn. Trước đó trong hữu phỉ, lùm xùm vụ kịch bản giữa Triệu Lệ Dĩnh và nữ phụ chủ Khiết Quỳnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của đoàn phim. Nhìn chung động thái của Triệu Lệ Dĩnh có lợi cho bản thân, thế nhưng dễ dàng đắc tội với những người khác, trong đó có nam chính Âu Hào. Âu Hào được cho là cũng có những quan điểm riêng về kịch bản. song vì hàng loạt động thái của bạn diễn nữ mà khó có thể bộc lộ suy nghĩ của mình, thậm chí có những chỉnh sửa theo ý muốn. Tuy nhiên, Đứng trước những thông tin mới nhất liên quan tới Triều Lệ Dĩnh và đoàn phim Giã Man Sinh Trưởng, Phan đã có phản ứng bênh vực, ủng hộ. Nhiều người cho rằng việc mang theo biên kịch riêng không có gì quá nghiêm trọng, và Triều Lệ Dĩnh cũng không phải người đầu tiên làm vậy. Ngoài ra, cho tới hiện tại, mọi thông tin có liên quan tới dự án Giã Man Sinh Trưởng vẫn còn rất mơ hồ và nhạy cảm. Chính vì vậy, có lẽ Triều Lệ Dĩnh sẽ không bất dây động rừng gió trước đó, những ngôn nào của cô và Vương Nhất Bác đã khiến cả hai bên gặp bất lợi. Phan hết lòng bình vực nữ diễn viên họ chiều. một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng cô dĩnh không phải chưa bị chiếm sóng kịch bản chiếm đất diễn cẩn thận vẫn hơn không lại có người cậy chống lưng to cắt kịch bản của nữ chính cho bản thân trong quá khứ cô dĩnh đã từng bị chiếm đất diễn chỉnh sửa kịch bản loạn xả mười ba biên kịch nên người ta phòng trước như vậy cũng dễ hiểu thôi âu hào và triệu lệ dĩnh là nam nữ chính tất nhiên sẽ có suy nghĩ khác nhau về kịch bản cứ trao đổi thẳng thắn với nhau rõ ràng từ đầu. Ban đầu có thể dễ mất lòng, vậy nhưng càng về sau phối hợp càng thuận đấy. Hiện tại, giả man sinh trưởng vẫn chưa có thông tin về lịch chiếu. Vào ngày 11 tháng 10, dự án phim Cõi trong hoa nhung đã chính thức đóng máy, đồng thời tung loạt ảnh các diễn viên vui vẻ trên set quay. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hai diễn viên chính Cúc Tịnh Y và Quách Tấn Thần dường như không quá mặn mà với nhau, cứ như hai người ở hai đoàn phim khác nhau vậy vì sao lại có chuyện như vậy? Kể từ khi Hoa Nhung bắt đầu quay, ngoài trừ ngày khai máy thì Cúc Tinh Y và Quách Tấn Thần chưa có bức ảnh nào chụp chung. Dù là ảnh nhá hàng tạo hình, lách hậu trường hay thậm chí ăn mừng ngày đông máy, cả hai nhân vật chính đều một mình một cõi và không tương tác gì với nhau. Kể từ khi đăng Weibo chúc mừng lễ đóng máy, cả Cúc Tịnh Y và Quách Tấn Thần cũng chỉ đăng ảnh cá nhân. Riêng Quách Tuấn Thần có đăng ảnh kèm tập thể ekip có cả Cúc Tịnh Y, chứng tỏ hai người vốn dĩ có cảnh quay chung ở ngày cuối. Việc không lấy một bức ảnh cùng nhau khiến cư dân mạng không thể không đặt nghi vấn. Còn nhớ ở các dự án trước, Cúc Tịnh Y chưa bao giờ ngại tương tác với bạn diễn nam. Với trường chết hạn thì đó là sự thân thiết không ngừng nghỉ, thậm chí chọc kẹo nhau liên tục. Với Tăng Thuấn Hy là sự quan tâm dành cho đàn em, còn Trịnh Nghiệp Thành thì ngược lại, được ân cần chăm sóc bởi Mỹ Nam. Chỉ riêng ở Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y chưa từng để lộ động thái tương tác nào với bạn diễn nam ngay cả ảnh chụp hầu như cũng chẳng có. Một số khán giả mong rằng có thể đây chỉ là dự tính của hai bên để tránh tương tác thân thiết quá mức, dẫn tới tác dụng ngược khi phim chưa ra mắt. Hoa Nhung chưa chốt ngày lên sóng chính thức. Chúng mình không xin biết, nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.